Ôi, em có sao không? Tôi không sao. Anh có làm sao không ạ? Tôi xin lỗi, tôi đang hơi vội nên là tôi không để ý. Mà thôi, tôi xin phép đi trước đây ạ. Tường San. Chào cô, tôi là Long. Chào anh, tôi là Tường San, trưởng phòng nhân sự. Hôm nay tôi đến đây để phỏng vấn anh. Dạ. Anh ngồi đi. Bắt đầu buổi phỏng vấn, anh có thể giới thiệu sơ qua về bản thân được không? Cả họ và tên tôi là Phạm Minh Long. Hiện nay tôi 24 tuổi. Tôi là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Ngoại thương. Đã từng giành giải nhất cuộc thi thiết kế của FM tổ chức. Ngoài ra tôi thành thạo 5 thứ tiếng Đức, Pháp, Anh, Ý và một số phần mềm kỹ năng nữa. Vậy anh đã có kinh nghiệm ở đâu chưa? Tôi từng làm nhà thiết kế chính cho công ty FM trong thời gian còn đang đi học đại học ấy. Thế ngoài ra anh có dự định làm việc ở công ty của chúng tôi trong vòng bao lâu? Tôi nghĩ là công ty chỉ cần đáp ứng cho tôi nhu cầu và lợi ích thì tôi chắc chắn sẽ gắn bó lâu dài với công ty. Như thế thì có khi nào anh sẽ làm sếp của tôi không đây? Được cô yêu thích ấy, thực sự là vinh dự của tôi. Tôi rất mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau. Được rồi, nhờ trước hết anh vẫn phải thử việc 2 tuần đã. Và tôi đảm bảo là chế độ đãi ngộ công ty tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Và nếu anh đồng ý thì ngay bây giờ tôi sẽ cho người đi làm hợp đồng lao động cho anh luôn. Tôi rất mong ấy, chúng ta sẽ có những thời gian tốt đẹp khi làm việc với nhau. Vậy được rồi, tôi sẽ ra ngoài trước. Thật là một cô gái thú vị. Tôi nghĩ là chỗ này anh đừng nên làm như thế. Vậy theo cô nên làm như thế nào? Theo tôi, thay vì chạm trổ lên thủy tinh, chúng ta có thể đổi sang dùng pha lê màu. Như thế có thể giảm thiểu được chi phí và tối đa hóa được lợi nhuận cho công ty. Khách hàng mục tiêu của chúng ta đa số là nữ, nên là chúng ta nên tập trung vào mẫu mã sản phẩm và những sản phẩm có thể thể hiện được đẳng cấp cũng như là địa vị của người sử dụng. Màu sắc và hình dáng cũng rất là quan trọng. Và tôi nghĩ là pha lê màu rất là thích hợp. Anh nên dành thêm thời gian để chỉnh sửa, chiều nay chúng ta sẽ kiểm tra lại nhé. Anh làm gì đấy? Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cần phân tích sâu hơn để có thể hiểu rõ được vấn đề. Tôi nói sai ở đâu? Cô nói không sai. Nhưng theo như tôi thấy, chúng ta nên phân tích về thủy tinh đi, chứ không nên nói về pha lê nữa. Được, anh nói đi. Theo như tôi được biết, thủy tinh sẽ có hai lớp. Lớp bên ngoài sẽ dùng màu xanh lam, biểu tượng cho doanh nghiệp của chúng ta. Còn lớp bên trong thì sẽ là trong suốt. Khi chúng ta sử dụng kỹ thuật chạm trổ ấy, sẽ tạo nên hoa văn rất là đẹp. Còn gì nữa không? Được rồi, xem qua một bản thiết kế tôi thiết kế nhé. Đúng là tuyệt vời thật. Ý tưởng này của anh quả là thú vị thật đấy. Khi ánh nắng ấy, chiếu qua bề mặt thủy tinh sẽ tạo ra những hình ảnh về những cánh hoa đào. Và đó ấy, cũng là mùi hương chính của nước hoa của chúng ta đấy. Tôi thì tôi nghĩ là chúng ta không nên chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua cảm nhận của khách hàng. Tôi muốn sản phẩm ấy được tập trung để tạo ấn tượng sâu sắc cho khách hàng. Khi nào mà công ty ổn định hơn, số lượng khách hàng ổn thì chúng ta có thể tăng giá dần dần được mà. Công nhận là hay. Tôi nghĩ là từ bây giờ tôi phải đi theo anh để học hỏi thôi. Chứ nhân tài như anh mà bị bỏ lỡ thế này thì phí quá. Cô đừng nói thế. Được, nếu như cô muốn học gì cứ bảo tôi. Như thế tôi sẽ đi theo anh đừng có mà chê tôi phiền phức đấy nhá. Dạ thưa chị, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ. Bây giờ tôi có cuộc họp, tôi phải đi trước. Hẹn gặp anh sau nhá. Anh Long này, lát nữa sẽ có đối tác đến đây, anh vào cùng tôi nhé. Dạ được, tôi tin ấy rằng đối tác của chúng ta lần này sẽ thấy được sự chỉn chu trong phong cách làm việc của chúng ta. Thôi được rồi. Thôi chết, tôi quên cái tập tài liệu ở dưới xe rồi. Anh xuống đấy lấy giúp tôi được không? Được, thế cô vào trước đi, tôi sẽ xuống lấy rồi quay lại luôn. Cảm ơn anh nhé. Chào anh. Chào anh, tôi là đại diện của Trần Gia, tới đây để bàn hợp đồng với các anh ạ.
xin lỗi, anh là anh Dương đúng không ạ? Tôi là Tường San, đại diện của công ty. Biết rồi. Tôi xin phép ngồi ạ. Không biết là anh có điều gì không vừa lòng với ở bên công ty chúng tôi ạ? Tôi là Tường San, là trưởng phòng nhân sự của công ty. Hôm nay tới đây là để bàn hợp đồng với anh ạ. Này, từ bao giờ một trưởng phòng nhân sự lại có quyền đi đàm phán hợp đồng với một đối tác thế à? Công ty cô hết người rồi à? Nếu không phải là do bố tôi muốn tôi học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp thì còn lâu tôi mới đi gặp đối tác mắt cao hơn đầu như anh nhá. Xem ra là cái công ty cô đang đầu quân cũng chẳng có tương lai gì cả. Chi bằng về đầu quân cho tôi, tôi đảm bảo phúc lợi sẽ cao hơn rất nhiều. Và lại người xinh đẹp như cô cực kỳ thích hợp với vị trí thư ký riêng của tôi. Xin lỗi anh, nhờ hiện tại và tương lai tôi đều không có ý định nhảy việc. Hiện tại tôi đang rất hài lòng với công việc của mình, nên là đề nghị của anh chắc là tôi sẽ bỏ qua. Hôm nay tôi đến đây là muốn ký hợp đồng với anh, nên là mong anh có thể tập trung vào vấn đề đấy. Còn về bản hợp đồng thì cấp dưới tôi đang đi lấy rồi ạ. Tôi không có hứng thú với hợp đồng, tôi có hứng thú với cô. Đề nghị thái độ của anh nghiêm túc một chút ạ. Vậy ra cô không cần bản hợp đồng này đúng không? Anh đúng là bị ổi mà. Tôi làm sao? Tôi chỉ muốn... Anh này, mong anh hãy giữ khoảng cách với tôi. Nếu không thì làm sao? Anh đang làm gì đấy? Bỏ tay cô ấy ra. Tôi cảnh cáo cho anh biết này, làm người ấy thì hãy làm người cho tử tế, đừng giở trò với đàn bà con gái, nghe rõ chưa? Anh đang làm gì đấy? Tôi hủy hợp tác. Hủy á? Để tôi nói cho hai người nghe. Thứ nhất, công ty của tôi là đối tác lâu năm của chủ tịch các người. Thứ hai, tôi sắp làm con rể tương lai của ông ấy. Bây giờ các người nói hủy là hủy được sao? Các người có chịu trách nhiệm nổi không? Anh nói gì cơ? Anh là vị hôn phu tương lai của con gái chủ tịch á? Đúng vậy đấy. Thì sao nào? Các người định mách lẻo với vợ tương lai của tôi à? Không, không sao cả. Chỉ là tôi không biết tôi là vị hôn thê của anh từ bao giờ mà thôi. Cô vừa nói gì? Ý cô là sao? Để tôi giới thiệu lại cho anh biết, tôi là Trần Tường San, con gái của chủ tịch công ty Trần Gia. Hiện tại tôi đang là trưởng phòng nhân sự của công ty để học hỏi thêm về kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Anh có thắc mắc gì không? Tôi thực sự là... Con gái hả? Con gái à? Kết quả thế nào rồi? Xin lỗi hai người. Xin hai người hãy cho tôi một cơ hội nữa. Thực sự bản hợp đồng này rất là quan trọng đối với công ty của tôi. Khi nãy anh đã có hành động khiếm nhã với sếp của tôi, nên công ty chúng tôi chính thức hủy hợp tác với anh vĩnh viễn. Và tôi mong sẽ không có ngày nào gặp lại anh đâu. Khoan đã, cho tôi xin lỗi. Hai người không thể hủy hợp đồng được. Bản hợp đồng này rất là quan trọng đối với công ty của tôi. Chẳng qua lúc nãy tôi tưởng cô đây là... Chức vụ trưởng phòng nhân sự của công ty chúng tôi còn không được anh xem trọng, thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng không được anh để vào mắt đâu mà. Hai người... Tôi cầu xin hai người cho tôi một cơ hội. Chúng ta đi thôi. Tường San, khi nãy tên khốn kia có làm gì cô không? Cô bị thương ở đâu không? Không sao, may mà anh vào đúng lúc. Cảm ơn anh nhiều nhá. Vậy còn chuyện hợp đồng thì sao? Lúc nãy tôi còn nóng giận quá, kêu là hủy hợp tác. Nếu mà việc này có ảnh hưởng công việc của cô ấy, tôi xin chịu trách nhiệm. Không sao đâu, tí nữa về tôi sẽ nói chuyện lại với bố. Chúng ta có thể xem như đây là một bài học, cũng như là có thể nhìn ra được bộ mặt thật của tên Dương kia. Thôi, đợi tôi một chút, tôi sẽ giúp cô vụ này. Alo. Tôi đây. Bên tôi đang có một số bản thiết kế lọ nước hoa cần được chế tác, không biết là bên anh có làm được không? Được, tốt quá. Vậy thì tôi sẽ gửi cho anh hoàn thành xong sớm giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn.
Anh vừa gọi cho ai đấy? Quên mất tôi chưa nói. Trước tôi làm thiết kế chính ở bên FM. Mối quan hệ tôi rộng hơn cô nghĩ đấy. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tại vì anh đã giúp tôi nhá. Thôi được rồi, bây giờ để tôi đưa cô về nhé. Này, đợi tôi một lát nhé. Này, đợi tôi nữa. Dạo này mình bị làm sao nhở? Cơ thể mình dạo này đúng là khó chịu thật đấy. Không hiểu mình bị làm sao nữa. Tôi nghĩ hôm nay cô chưa ăn gì nên bụng sẽ đau. Tôi có mua một ít đồ ăn nhưng mà không biết là có hợp khẩu vị với cô không. Anh tốt thật đấy. Nhưng mà đối với ai anh cũng tốt như thế à? Hay là... Cô nghĩ cái gì đấy? Tôi là tôi chỉ đối tốt ấy với những người mà thực sự quan trọng với tôi thôi. Ví dụ như là cô chẳng hạn. Vậy cô có thể trả lời câu hỏi của tôi được không? Về câu hỏi của anh, tôi nghĩ tôi sẽ cần phải thời gian để suy nghĩ thêm. Được, được. Thôi được rồi, tôi không ép đâu. Bây giờ tôi đưa cô về nhé. Alo, bác sĩ ạ? Bác sĩ cho tôi hỏi là tôi đã có kết quả xét nghiệm chưa ạ? Bác sĩ nói sao cơ ạ? Không thể nào mà như thế được. Giai đoạn cuối rồi ấy ạ. Vậy tức là tôi không còn nhiều thời gian để sống, đúng không ạ? Tôi biết là cô tăng ca nên là tôi mua. Tường San, sao cô lại khóc vậy? Thôi, đừng khóc nữa. Cô có chuyện gì tôi sẽ giúp cô giải quyết. Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng mà cô nín đi. Anh Long này, làm ơn anh phải đối xử tốt với tôi như thế có được không? Tôi sợ là sau này tôi sẽ không có cách nào để đền đáp lại cho anh cả. Đừng nói thế. Thứ tôi cần không phải là sự đền đáp. Tôi chỉ muốn... Thôi, bây giờ tôi muốn dành thời gian một mình. Anh ra ngoài trước đi. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Tôi sẽ đợi câu trả lời của cô. Mọi người về hết rồi mà em vẫn ở đây à? Em đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi. Tự nhiên anh vào đây làm gì? À, có một vài bản thiết kế đang cần em duyệt. Tiện thể anh mang cho em ít đồ ăn này. Tôi không cần đâu, anh mang ra ngoài đi. Sao đấy? Cho anh hỏi nhá. Tại sao thời gian này em cứ liên tục trốn tránh anh vậy? Có điều gì anh làm em không vui à? Tôi không muốn giải thích gì hết. Nên anh mau ra ngoài đi. Với là từ bây giờ ấy, nếu mà tôi không gọi anh thì tốt nhất anh đừng có vào đây làm gì cả. Vậy thôi, em ăn uống rồi nghỉ ngơi nhá. Tôi ra ngoài làm việc tiếp. Chẳng biết Tường San dạy giấu giếm chuyện gì nữa.
thời gian thay đổi, Vương Than cũng thay đổi nhanh quá. Mình sắp không nhận ra cô ấy nữa rồi. Tường San, em và anh, tôi... Sao? Đây là người yêu mới của tôi đấy. Anh nhìn xem, có phải là tốt hơn anh gấp cả trăm lần không hả? Đây có phải lý do mà lúc tôi tỏ tình cô không nói được ra phải không? Cô được lắm. Cô sẽ phải hối hận vì điều này. Này, ông nghĩ ông là ai mà đòi làm người yêu cô ấy? Tại sao không nhìn lại mình đi? Anh nghĩ là một chút tài lẻ của anh thì nó to tát lắm à? Tuy là anh giỏi nhưng mà rất tiếc anh lại nghèo. Và thanh xuân của tôi ý, thì không thể nào chôn vùi với anh được. Anh đừng có hòng mà tôi đồng ý yêu anh. Được lắm. Các người sẽ phải hối hận vì những lời mà các người đã nói đấy. Đây là chàng trai mà em yêu sao? Là anh ấy. Nhưng xem ra bọn em có duyên nhưng không phận. Em không thể nào mà tiếp tục yêu anh ấy được nữa. Và càng không thể nào để anh ấy lún sâu vào thứ tình cảm này. Em không muốn nhìn anh ấy phải đau khổ. Khoan đã, đợi một chút. Anh có phải là anh Long, người mà chị Tường San rất yêu không? Yêu à? Tường San là người có trái tim à? Chính cô ấy là người dẫm đạp lên tình cảm này đấy. Chữ yêu ấy hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy đâu. Thực ra là không phải như vậy đâu. Anh đã hiểu lầm về chị Tường San rồi đấy. Mấy năm qua em đã đi tìm anh rất là nhiều, nhưng mà thực sự là không hề có tin tức gì cả. Tôi được sang nước ngoài làm việc. 5 năm trước tôi được điều chuyển Tường San sang nước ngoài học tập. Đến bây giờ thì tôi đã trở thành một nhà giám đốc thiết kế. Còn chị của cô thì sao? Vẫn còn yêu người cũ chứ. Thấy tôi giàu rồi nên có đi tìm tôi không? Đây là bức thư chị Tường San nhớ em gửi cho anh. Anh đọc đi. Thực ra chị Tường San, chị gái của em, đã qua đời từ 5 năm trước vì bệnh ung thư rồi. Ung thư? Chị chẳng phải là... Không phải đâu. 5 năm trước chị ấy phát hiện ra mình bị ung thư. Thời gian sống cũng không được bao lâu nữa. Nên là trong thời gian cuối chị ấy điều trị, chị ấy đã kịp viết bức thư này và nhờ em đưa cho anh đấy. Dùng cách này để đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cô ấy. Thực ra chị không hề có người yêu nào cả. Chị đã thuê anh ta vì không muốn anh biết được bệnh tình của chị ấy. Chị không hề muốn anh đau khổ. Tại sao? Tại sao cô ấy lại dùng cách này để đẩy tôi ra khỏi cuộc đời cô ấy? Tất cả những ngày vừa qua, ngày nào trái tim của tôi cũng đau vô cùng. Vậy mà chúng tôi lại không thể đi cùng nhau đến cuối con đường này.
Ơ, hẹn nhau ở đâu đấy? Nhắn địa chỉ đi để tao qua. Ờ, chỗ cũ gì? Được rồi, qua ngay bây giờ đây. Để xem hôm nay ấy, bọn mày khoe cái gì. Ôi, xe của ai mà mướt này? Con này mà lái đi cà phê á, có mà hội kia lắc hết cả mắt. Được rồi, bọn mày thích khoe đồ hiệu gì, tao ấy sẽ cho chúng mày phải lắc mắt. Xấu ấy nhở. Alo, ừ tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý được. Ừ. Ui, kìa. Sao lại vô lý như thế được nhở? Này, cô đi đường không nhìn còn kêu cào cái gì nữa? Rõ ràng là do cô mải chụp ảnh nên là cô mới va vào người tôi. Đã không xin lỗi thì thôi, tôi còn nói năng vô lý như thế à? Chụp ảnh thì làm sao? Đây là xe của tôi thích chụp lúc nào ấy, đây là việc của tôi. Ờ. Xe này là xe của cô á? Sao? Thấy sang quá chứ gì? Này, cái tầm cỡ như cô ấy, không biết bao giờ mới có vé mua cái xe xịn như này. Mà nhìn cũng biết là cái loại nghèo hèn rồi, làm sao mà biết đến mùi xe xịn là như thế nào? Xe này thực ra là tôi cũng muốn đi vào trong để xem cái mùi xe ô tô nó như nào ấy. Ờ, đây là xe của cô à? Tướng hèn như tôi chỉ hợp đi những loại ô tô như này thôi. Còn tướng sang trọng như cô ấy chắc là chỉ hợp đi xe đạp thôi nhở? Với cả lần sau nếu mà cô muốn sống ảo thì sống ảo kín đáo một chút, chứ như này á chắc là sẽ không có chỗ nào để mà chui xuống đâu. Nó dám khinh thường mình cơ đấy. Được rồi, Bảo Linh này mà không có ô tô ấy, thề không làm người. Đây là một dự án mà tôi rất tâm huyết. Tôi mong là anh chiếu cố cho tôi. Cũng ok đấy, tôi sẽ xem lại lần nữa và cho anh câu trả lời. Được thế tốt quá rồi. Tôi mong tin tốt lành từ anh ạ. Ok. Chào anh. Này, sao em bảo đi cà phê với bạn cơ mà quay trở lại nhanh thế? Mà anh đang có chuyện vui muốn kể cho em nghe đây. Em đang chán chết đây này, anh thì anh vui cái gì? Chuyện là cái bản hợp đồng của chúng ta, bên đối tác người ta hứa là sẽ quan tâm để ý tới. Em nghĩ xem, nếu như mà chúng ta thành công chẳng phải là tốt quá rồi còn gì nữa. Nghe thì cũng vui đấy. Nhưng mà anh này, bao giờ thì anh định cho em vào công ty anh làm? Chuyện đấy thì em không phải lo, anh đã sắp xếp xong rồi, tuần sau em có thể đi làm. Nói gì thì nói, anh vẫn muốn em phải góp sức cho công việc của anh. Em nghĩ xem, anh sẽ không dừng lại ở chức trưởng phòng này đâu, anh muốn nó ở vị trí cao hơn nữa. Cũng phải, địa vị càng cao ấy thì tiền càng nhiều, như thế thì người ta mới nể. Anh ấy là anh phải cố gắng thật là nhiều vì tương lai của hai chúng ta đấy nhá. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ cho em một cuộc sống như bà Hoàng. Mà anh này, anh cho em mượn ô tô một lát, để em đi cà phê với bạn nhé. Anh làm gì có ô tô mà mượn? Thì ô tô của công ty đấy còn gì, anh cho em mượn đi một tí thôi. Ô tô của công ty á? Không được đâu. Làm sao mà không được, em chỉ mượn đi một tí thôi, làm sao mà mất mát được cái gì đúng không? Nhưng mà đấy là ô tô của công ty, chẳng may mà xảy ra chuyện gì là không đền được đâu. Làm gì có chuyện gì cơ chứ, với cả em biết lái xe cơ mà. Em ấy là em muốn đi ô tô để cho bạn bè của em nó thấy. Lúc nào cũng khoe hàng hiệu này kia. Mà anh thấy đấy, em thì làm gì có cái gì đâu. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì, anh là trưởng phòng, anh có quyền mượn ô tô để cho người yêu đi chơi cơ mà. Mà nhớ, anh ấy là anh nhất định phải cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để mua ô tô mới cho em đấy. Còn không ấy, thì đừng bao giờ nghĩ chuyện cưới em. Này, em đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy. Thì ai bảo anh yêu em làm cái gì cơ. Thôi rồi, mau đưa chìa khóa đây cho em.
cô nữa. Tại sao cô cứ ám tôi mãi thế? Tôi cũng chẳng muốn gặp cô đâu. Đã không biết lái xe ô tô rồi lại còn học đòi theo người khác hả? Cái gì? Cô bảo là tôi không biết lái xe ô tô á? Này, tôi nói cho cô biết nhá, tôi học lái xe ô tô ấy còn trước khi ở cô đẻ ra đấy. Cũng đúng thôi. Đến xe ô tô của người khác mà cô còn có thể tự nhận là xe của mình rồi sống ảo được thì có chuyện gì trên đời này mà cô không nói được cơ chứ? Cô! Này, cô đừng có mà áp đảo tinh thần của tôi nhá. Tôi nói cho cô biết, cô suýt cô làm sức xe của tôi, cô làm tổn hại tinh thần của tôi ấy, cô phải đền bù đi. Tại sao cô lại có thể nói chuyện ngang ngược và vô lý như thế được nhở? Rõ ràng là do cô lùi xe ra một cách bất ngờ, may mà tôi thắng lại kịp. Thế mà cô còn bắt tôi phải bồi thường cho cô á? Đã sao lại còn già mồm nữa à? Này, mày có tin là mày không bước chân ra khỏi đây được không? Hả? Sao cô lại có thể ăn nói một cách vô văn hóa như thế? Cứ như là mấy chị đại ngoài hàng chợ ấy. Tao không cần phải có văn hóa với cái loại người như mày nhá. Tao nói cho mày biết, người yêu của tao ấy là trưởng phòng của công ty này đấy. Tao sẽ gọi người xuống đây để giải quyết việc này. Còn dám hù dọa nữa cơ? Sao? Sợ rồi à? Sao tôi lại phải sợ? Tôi không làm gì sai thì tôi không phải sợ. Còn cô ấy, cô cứ vô văn hóa như thế, không tự đắc được lâu đâu. À, mày bảo vô văn hóa? Cô! Để tao cho mày biết thế nào là vô văn hóa nhá. Này, cô không được làm như thế nhá. Sao? Sợ rồi à? Tao sẽ gọi người yêu của tao xuống đây để giải quyết việc này. Anh nghe đây. Sao cơ? Có kẻ dám ức hiếp em á? Thôi được rồi, em giữ chân cô ta ở đấy, anh xuống ngay. Anh Long à, tôi nghe đây. Không biết là anh suy nghĩ thế nào về dự án rồi à? Tôi đã xem kỹ lại dự án, rất thích hợp để tôi đầu tư. Buổi chiều, tôi sẽ qua công ty cậu để ký hợp đồng. Dạ vâng vâng, anh nhớ qua nhé. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ rồi. Tôi đã hủy hẹn với tất cả các công ty đối tác khác, chỉ để làm việc với bên anh thôi đấy. Ok, chiều gặp nhau nhé. Dạ, chào anh. Anh mà hủy dự án này của tôi thì có mà tôi chết. Tất cả công ty khác đã quay lưng rồi còn đâu. Dự án này mà thành công thì mình giàu to. À, hóa ra cô là người gây chuyện đấy à? Đây là chồng tương lai của tao. Anh ấy là trưởng phòng công ty đấy. Sao, sợ chưa? Đây, anh nhìn hai cái xe này. Cô ta ấy, tí nữa thì đâm vào xe của mình đấy. Làm em hú hồn hú vía. Thế mà em bảo là bồi thường tinh thần thì cô ta bảo là không đền, không rồi còn cãi được không? Thế bây giờ như nào đây? Cô thích giải quyết trong hòa bình hay là thích dùng vũ lực? Tôi nghe nói anh là trưởng phòng, thế mà anh cư xử với ăn nói cứ như là giang hồ ấy nhở? Cô, anh nhìn xem, hai chiếc xe này chưa cháy xước một tí nào cả. Lỗi là ở bạn gái của anh lùi xe ra một cách bất ngờ, may mà tôi thắng lại kịp. Thế mà bây giờ còn bắt tôi phải bồi thường á? Hai người bị làm sao đấy? Nói chuyện thì nó phi lý vừa thôi chứ. Phi lý cái gì mà phi lý? Lời của tôi nói luôn đúng. Anh thấy thái độ bạn gái anh không? Không có một chút cư xử văn hóa nào cả. Tôi không thích đôi co với loại người như này. Mày! Này, cô thử đánh tôi nữa xem. Tôi sẽ khiến cho các người phải sống dở chết dở đấy. Tôi đã gọi điện cho chồng của tôi rồi. Anh ấy sẽ xuống đây để mà giải quyết với hai người. Anh ấy là người có học thức, có văn hóa, chứ không cư xử thô lỗ như hai người đâu. Khá quá nhỉ, gọi cả đồng bọn cơ à? Được rồi, để tôi xem chồng cô sẽ làm gì. À, mà nói chuyện ở đây không tiện, cô bảo chồng cô lên phòng gặp tôi. Ok thôi. Được lắm, để tao xem chồng của mày ấy, ba đầu sáu tay như nào. Sao? Sợ rồi à? Thì ra là anh cũng có phòng làm việc cơ đấy. Thế mà tác phong của anh nó chưa phù hợp với chiếc ghế trưởng phòng lắm thì phải. Này, cô là ai mà ăn nói hống hách thế à? Chuyện lúc nãy chưa xong đâu nhá. Chuyện lúc nãy thì anh chờ một tí, chồng tôi đến, chồng tôi sẽ giải quyết với anh. Chứ anh cứ gây hấn với các phụ nữ, anh không cảm thấy nhục à? Giỏi lắm, để tôi xem chồng cô sẽ làm gì. Này, anh nhìn cô ta thử xem. Nhìn cái kiểu này chắc chắn là xe đi thuê hay là đi mượn đâu đấy, nên là mới không biết lái chứ. Đương nhiên rồi. Mà này, chiều nay anh ký kết hợp đồng lớn xong, anh sẽ dẫn em đi mua ô tô mới, đỡ phải mượn xe của công ty, lằng nhằng lắm. Thì ra là hai người đi xe của công ty à? Thế mà vẫn vênh mặt lên để mà dạy đời tôi được. Tôi còn nhớ trước đây cô có chụp ảnh chiếc xe ô tô của tôi đúng không?
bây giờ lại còn đi xe mượn nữa. Đúng là hạ đẳng mà. Này, cô vừa nói cái gì đấy ạ? Thực ra tôi không có khinh thường những người không có ô tô. Tôi chỉ khinh thường những người đã không có gì mà vẫn vênh mặt lên hạ đẳng với đời như thế. Cô... Sao? Dù sao tôi nghĩ những người tự cao tự đại cũng sẽ có kết cục không tốt đâu. Mày! Cô dành này... Này, cô làm cái gì đấy? Này, mày có tin là ấy, mày không bước chân ra khỏi đây được không hả? Cô dám á? Sao mà tao không dám? Để tao cho mày một trận. Cô định làm gì vợ tôi đấy? À? Anh Long... Sao? Đồng bọn đến rồi đấy à? Tưởng con này sợ chắc. Anh Việt Anh, xử nó cho em. Cầm mồm! Anh bị làm sao ấy nhở? Anh có nhìn thấy là hắn ta đang bênh vực vợ của hắn ta xong rồi ức hiếp em không? Đã không ra tay thì thôi lại còn cản đường em nữa. Tôi đã nói là cô câm mồm. Anh bị làm sao đấy? Anh uống nhầm thuốc đấy à? Trời ơi là trời. Đây là anh Long, người sẽ ký kết hợp đồng với công ty chúng ta chiều nay đấy. Cô câm mồm được chưa? Hóa ra người bắt nạt vợ tôi chính là anh và bạn gái của anh à? Vậy thì tôi nói luôn này, hợp đồng này khỏi cần ký kết nữa. Ê, anh Long, anh bình tĩnh đã. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Chẳng qua là chị nhà đây lùi xe ô tô, sau đó là không để ý mới va chạm vào xe của người yêu tôi. Thế là mới xảy ra chuyện này đấy chứ ạ. Tại sao anh lại có thể đổi trắng thay đen như thế hả? Em không cần phải nổi nóng với hạng người này. Để anh giải quyết cho. Trước khi tôi tới đây, tôi đã ghé vào phòng camera để xem rồi. Vừa nãy, tất cả do bạn gái anh làm. Cô ta lùi xe và Tường Sát đã thắng kịp xe. Vậy mà các người không cảm ơn là còn làm khó cô ấy nữa. Mà còn anh nữa đấy. Anh là đàn ông, đúng ra ấy, anh phải dàn xếp chuyện này cho êm xuôi. Đây là ngược lại, anh lại dung túng cho bạn gái của mình để ức hiếp người yếu. Với một người thiếu đạo đức và háo thắng như anh ấy, tôi sẽ không bao giờ hợp tác cùng đâu. Anh Long, xin anh hãy bớt nóng. Tôi hứa là sẽ rút kinh nghiệm để không xảy ra chuyện này nữa. Cứ mỗi lần mà tôi chuẩn bị hợp tác với anh ấy, là trong lòng tôi cảm thấy bất an lắm. Vậy nên là tôi nghĩ đừng ký kết nữa. Mình về thôi. Anh đã mua chiếc xe 5 tỷ khác cho em, coi như là để đền bù tinh thần cho em chịu không? Với em, xe bao nhiêu tỷ không có quan trọng. Chỉ cần là chồng của em luôn bên cạnh, là một người đĩnh đạc, hiểu chuyện và lúc nào bảo vệ cho em. Thôi, mình không nên ở chỗ này lâu đâu, mình đi thôi. Làm cái gì mà mấy hôm nay em gọi điện cho anh không được thế à? Anh cố tình trách bắt em đúng không? Anh đang rất đau đầu. Em đừng lải nhải nữa được không? Ok. Anh phải giải thích rõ ràng cho em tại sao lại trách mặt em cơ chứ? Vì em. Vì em mà anh đã bị đuổi việc. Em hài lòng chưa? Cái gì? Đuổi việc á? Họ làm ăn cái kiểu gì đấy? Được rồi, anh đưa em lên công ty để em nói chuyện rõ ràng với họ. Thôi đi. Cô có thể giữ lại cho mình một chút tự trọng có được không? Anh bị làm sao ấy nhở? Em làm thế cũng là vì anh đấy. Vì tôi à? Vì cô mà tôi mất hợp đồng. Vì cô mà tôi mất việc. Và vì cô mà tôi phải đền bù 500 triệu đấy. Cô đã vừa lòng chưa? Cái gì? Đền 500 triệu á? Họ bị điên đấy à? Vì cô mà tôi phát điên mới đúng. Đừng đến tìm tôi nữa. Anh nói thế là sao? Chia tay đi. Chia tay? Anh đòi chia tay với tôi á? Phải. Tôi không chịu nổi tính của cô nữa rồi. Tôi không hiểu nổi anh bị làm sao luôn đấy. Vừa mới bị đổi việc, xong rồi bây giờ đòi chia tay. Ok, tốt thôi. Đằng nào ấy, tôi cũng đang muốn chia tay anh. Bây giờ ấy, anh hết giá trị lợi dụng với tôi rồi. Cô đến với tôi vì lợi dụng tôi. Đúng rồi đấy. Lúc trước ấy, là anh làm trưởng phòng. Tôi nghĩ là anh có uy quyền, nên là tôi mới đồng ý yêu anh mà thôi. Còn bây giờ ấy, anh hết giá trị lợi dụng với tôi rồi. Nhưng mà dù sao ấy, thì tôi cũng nên cảm ơn anh một câu. Bởi vì anh đã giúp tôi xin vào công ty để làm việc. Mà này, bao giờ thì tôi được đi làm đấy? Cô có não không thế? Hả? Tôi bị đuổi việc mà cô nghĩ là cô bước chân được vào công ty á? Thân tôi còn lo chưa xong. Đừng làm tôi phải đau đầu nữa. Cái loại như cô sẽ không có một công ty nào nhận cô vào làm đâu. Vậy nên bảo trọng. Này! Chết rồi. Như này là sao?
Cô đứng ở đây làm gì đấy? Giám đốc anh, anh có thể nào suy nghĩ lại về chuyện diễn viên chính được không ạ? Em vừa xinh đẹp lại diễn tốt, tại sao anh cứ nhất quyết phải chọn Tường San ạ? Cô bị điên à? Tôi đã nói với cô là vai chính đấy tôi sẽ giao cho cô Tường San. Cô ấy xinh đẹp, nổi tiếng, thế nên là độ truyền thông sẽ tốt hơn. Nhưng mà em cũng có độ truyền thông cao mà. Anh Vanh, em xin anh đây, anh hãy cho em một cơ hội được không ạ? Em hứa là em sẽ tạo được ấn tượng trong bộ phim này ạ. Thôi được rồi, nếu như mà cô muốn thay thế vai nữ chính ấy, thì cô hãy làm điều gì đó để cho truyền thông để ý tới cô đi. Lúc đấy tôi sẽ thay vai. Ok, giám đốc, giám đốc. Giám đốc, anh mau bảo bọn họ đi. Bây giờ em bị ngã lộ hàng thế này, em không muốn bị chụp ảnh, cũng không muốn bị lên báo vì lộ hàng đâu. Mọi người đừng có chụp. Đây là nữ diễn viên chính của dự án sắp tới của chúng tôi. Và chúng tôi không hề muốn là những cái hình ảnh này được đưa lên các mặt báo ở trên truyền thông. Này, tôi bảo, nữ diễn viên chính lộ hàng trong buổi họp báo ra mắt phim. Đảm bảo với anh, đây là tít báo nóng trong ngày đấy. Để tôi chụp đi, tôi che lại hình ảnh nhạy cảm cho, nhá. Không được. Sao vậy? Tôi đảm bảo với anh đây là một tin cực kỳ là nóng trong ngành giải trí. Để tôi chụp đi. Để chụp đi. Anh. Tôi đã bảo là không được. Anh này cứ buồn cười, anh tránh ra đi. Đi 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 đi. Ơ kìa. Anh Vanh, tại sao anh lại bảo Linh là diễn viên chính? Diễn viên chính vai đấy là của em mà. Anh. Thôi, có mỗi cái chuyện đấy thì mới phải loạn cái lên. Con Linh nó bị lộ hàng. Bây giờ trên các mặt báo lúc nào cũng có hình ảnh của nó. Độ nổi tiếng nó hơn cô. Thế nên là bây giờ tôi chọn nó làm vai chính. Còn cô ấy, tôi quyết định rồi, tôi giao cho cô vai phụ. Cái gì cơ? Chẳng nhẽ cái chiêu trò đấy mà anh lại không nhìn ra? Chẳng nhẽ bây giờ anh chọn diễn viên chính trong một bộ phim là dựa vào sự nổi tiếng chứ không phải là bằng thực lực à? Đương nhiên, ai diễn mà chẳng được. Nói chung là chỉ cần nổi tiếng thôi. Cô có giỏi thì cô lột đồ, cô lộ hàng với người ta đi. Anh không giúp được cái gì, suốt ngày hỏi. Anh. Hắn ta đúng là quá đáng mà. Chị Tường San này. Cô gọi tôi có việc gì? Em muốn xin lỗi chị về chuyện lúc nãy. Em có thể mời chị một ly cà phê, hai chị em mình nói chuyện với nhau một chút có được không ạ? Được thôi. Dạ vâng, vậy thì chúng ta đến quán cà phê đằng kia đi. Có chuyện gì thì cô nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để ở đây với cô đâu. Chẳng phải là chị vừa mới bị mất vai sao, cứ làm như là bận rộn lắm ấy. Cô còn dám nói được như thế á? Cô làm cho vô sỉ đấy để có được vai diễn. Cô không cảm thấy xấu hổ à? Xấu hổ á? Xấu hổ là cái gì? Quan được không? Mà tôi muốn diễn vai chính, giám đốc chỉ lại bảo là khi nào tôi nổi tiếng thì mới có vai. Vì thế nên là tôi chấp nhận tai tiếng để được diễn vai chính đấy. Đúng là đồ điên mà. Chính chị mới là đồ điên đấy. Từ lúc mà vào công ty ấy, lúc nào cũng ra vẻ thể hiện này kia. Già rồi, bớt thể hiện lại đi. Này, cô nghĩ mình là ai mà cô dám nói hỗn láo với tôi như thế à? Tôi là ai á? Tôi là diễn viên chính, còn chị chỉ là đồ phụ họa cho tôi mà thôi. Nếu mà ngoan ngoãn thì tôi còn để yên cho. Còn không ấy, tôi chỉ việc búng tay một phát và chị cút ra khỏi công ty đấy. Ở đây ấy, chính chị mới là cái loại danh con đấy. Cô... Chị làm cái gì đấy à? Được thôi, tôi sẽ làm cho chị thua thảm hại. Đến lúc đấy không ngóc nổi đầu lên được đâu. Cô im đi. Là cô cố tình đúng không? Phải, là tôi cố tình đấy. Tôi đã bảo là tôi sẽ làm cho chị thua thảm hại cơ mà. Bực cả mình mà. Này, cô bị điên à? Mấy ngày hôm trước thì cô mất vai chính, vài ngày sau thì cô đánh cái Linh. Phóng viên người ta đã chụp ảnh, người ta đưa tin ầm ầm trên mạng kìa. Giám đốc, nhưng mà sự thật không phải như thế. Đấy là do cô ta chọc tức em quá nên là em mới bị... Cô im đi! Chọc tức?
tức cô. Cô có cái gì đáng giá mà người ta phải chọc tức cô? Bây giờ người ta đưa tin là do cô bị mất vai chính, cô ấm ức nên là cô đánh con Linh kia. Nhưng mà sự thật không phải như thế, anh biết mà. Mong giám đốc hãy tha lỗi cho em đi. Chứ đừng có cãi nữa. Cô cãi có giải quyết được tình hình không? Bây giờ Bảo Linh đã nổi tiếng hơn cô, tôi phải ưu ái Bảo Linh hơn chứ. Kể cả cái vai phụ kia tôi cũng giao cho người khác rồi. Cô đi về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi. Không được giám đốc của anh mà làm như thế là cực kỳ bất công với em đấy ạ. Mong là anh suy nghĩ lại. Cô im mồm mà đi ra ngoài. Để tôi xem, một cái đứa diễn viên như cô không có vai diễn thì còn có ai nhớ tới không? Giám đốc, em xin anh này, mong anh hãy suy nghĩ lại ạ. Đi ra ngoài. Tường San. Đủ chưa? Tôi đã thê thảm đến mức này rồi, anh còn muốn lấy tôi ra làm trò đùa nữa cơ? Khoan đã, anh đến tìm em bởi vì anh có việc muốn nói. Biến đi, giữa tôi với anh không quen không biết thì có chuyện gì đâu để mà nói. Đừng có mà làm phiền tôi nữa. Ok, từ từ đã. Anh tìm đến em để bàn chuyện gấp. Em không nhớ anh à? Anh là anh Long, giám đốc Long đúng không ạ? Đúng rồi, là anh đây. Không giấu gì em, hiện tại anh đang làm giám đốc cho một bộ phim. Mà phim của anh thì đang thiếu vai chính. Anh thấy em rất phù hợp nên anh mới đến tìm em. Mà tới công ty thì lại không gặp. Anh muốn mời em để đóng vai chính ý ạ? Nhưng mà chẳng nhẽ anh lại không biết tin đồn về em à? Em... Thực ra là anh có nghe rồi, nhưng anh không tin. Dù sao thì chúng ta cũng đã từng là bạn bè. Bây giờ em mất vai chính chỉ vì một cái scandal như vậy. Thực sự là anh muốn giúp em. Đây là danh thiếp của anh. Ngày mai ở công ty anh có một buổi casting. Em hãy tới đó đi. Anh tin là với năng lực của em sẽ thủ được vai chính thôi. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Đây, cảm ơn anh vì bài báo. Nhờ có nó ấy, mà tôi mới triệt để có được vai chính và đuổi được con danh con Tường San ra khỏi bộ phim. Tốt đấy, không ngờ cô lại chơi độc như vậy. Dám lột đồ để tạo sự nổi tiếng, giành vai chính. Tất nhiên rồi, không hy sinh ấy, thì làm sao mà có được lợi ích chứ. Hóa ra, cô nghĩ tôi là thằng hề, thế nên là mới tìm cách để xoay đúng không? Giám đốc. Chào giám đốc, tôi bận, tôi đi trước. Đứng lại đã. Ngồi xuống đi. Cô nghĩ là tôi không biết trò mèo của cô à? Cô nghĩ rằng tôi không biết rằng cô đã thuê phóng viên về để chụp ảnh nóng của mình à? Giám đốc, em xin lỗi. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là vì em muốn có được vai chính. Thế nên là em mới... Thôi, tôi chấp nhận. Dù sao thì tôi cũng rất thích những người phụ nữ thông minh, xảo quyệt như cô, sẵn sàng từ bỏ danh tiếng của mình để có được vai chính trong phim, truyền thông được cho phim. Dạ, em cảm ơn giám đốc ạ. Cảm ơn cái khỉ gì. Tôi nghe nói con Tường San nó đang được nhận vai chính trong phim của đạo diễn Tùng rồi đấy. Cái gì ạ? Vai chính? Tại sao nó có thể may mắn được như thế chứ? Là vì nó có năng lực. Cô xem tìm cách mà hạ bệ nó xuống đi. Kẻo không thì phim của chúng ta sẽ thua kém phim của bọn họ đấy. Không được rồi. Giám đốc, bây giờ phải làm sao bây giờ? Khó khăn lắm em mới có được vai chính. Em cũng muốn được nổi tiếng mà. Vậy thì tìm cách đi. Cô lên được thì tại sao không dùng cách cũ để mà đuổi nó xuống? Sắp tới đạo diễn Tùng sẽ họp báo ra mắt bộ phim mới. Tôi sẽ đưa cô đến đấy. Cô biết phải làm gì rồi đấy. Giám đốc cứ yên tâm, em đã hiểu rồi. Đến lúc đấy em sẽ nhờ cánh nhà báo đưa tin, rồi mọi tiêu điểm của sự chú ý sẽ thuộc về em. Anh cứ yên tâm ạ. Tôi thấy cái chiêu trò lột đồ của cô cũng hay đấy. Nếu mà làm được một lần rồi, tại sao không làm tiếp? Thôi, tôi đi đây. Dạ, em chào anh. Em chuẩn bị xong chưa? Hôm nay tổ chức họp báo ở nhà hàng nên chắc là sẽ có phóng viên đấy.
Nếu mà họ có hỏi thì em cứ thoải mái mà trả lời nhá. Còn câu nào khó chịu quá thì em có thể từ chối được. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em cứ đi vào trước đi, anh sẽ ở đây đón khách. Lát nữa anh vào. Vâng. Giám đốc Vanh, Linh, tại sao hai người lại ở đây? Sao thế? Không hoan nghênh à? Thật không ngờ cô lại từ bỏ vai diễn phụ ở bên tôi để chạy theo ôm đùi đạo diễn Tùng lấy vai chính. Anh cứ mặc kệ cô ta đi, già rồi nên là phải dùng một chút thủ đoạn để leo lên ấy mà. Nhưng mà ngày hôm nay cô ta sẽ không còn cười được nữa đâu. Cô muốn làm gì? Tất nhiên là tôi phải đoạt hết hào quang từ người cô rồi. Cô nghĩ thử xem, ngày vui của cô hôm nay tại sao cô lại không nên đến? Lần này cô còn định giở trò gì nữa? Tôi nghĩ là sẽ không dễ như thế đâu. Còn giám đốc Việt Anh và phóng viên ở đây, tôi thách cô dám làm gì tôi đấy. À, cô làm cái gì đấy? À, chết, tôi xin lỗi. Cái này là do tôi vô ý. Hay là để tôi đưa cô đi thay đồ nhá. Chứ váy như này bẩn hết rồi mà. Cô cố ý đấy à? Thì làm sao? Phóng viên vẫn đang ở đây này. Anh dám làm gì tôi? Làm thử đi xem nào. Sao? Bây giờ cô có định đi thay váy không? Hay là cô định mặc chiếc váy bẩn như này? Được rồi, đi thì đi. Để tôi xem cô thì làm gì ở tôi. Với chiếc váy như thế này, chắc là cô không thể nào làm ra được cái chuyện lộ hàng nữa rồi đúng không? Cô nói cái gì? Lộ hàng gì? Tôi chả hiểu gì cả. Với cái đầu của cô mà cô lại không hiểu à? Loại người tìm mọi cách để được nổi tiếng, hôm nay lại còn đến buổi họp báo ra mắt phim của tôi. Cô nghĩ là tôi không biết âm mưu giữa cô với giám đốc Vanh đang bàn với nhau là cái gì à? Ở đây không có người ngoài nên là cô lộ bộ mặt thật của mình được rồi đấy. Lật mặt cũng nhanh thật đấy. Phải, tôi cố ý đến đây để cướp hào quang từ người cô đấy. Cô nghĩ là với bộ váy đấy của cô sẽ không có vấn đề gì sao? Tôi có đầy cách. Ở bên ngoài có phóng viên, cô không nghĩ họ sẽ biết được là cô nói thật hay là nói dối ạ? Cái đám phóng viên đấy thì tôi sợ gì cơ chứ. Tôi chỉ việc bung tiền ra ấy, bảo chúng nó biết cái gì là chúng nó sẽ biết cái đấy. Tôi chỉ việc đưa tiền, chúng nó sẽ tung hô tôi lên, còn cô ấy sẽ bị dìm xuống. Mà cái bọn đấy tôi đã không xem ra gì từ lâu lắm rồi. Mời vào. Giám đốc, mọi người, tại sao mọi người lại ở đây ạ? Ở ngoài kia chúng tôi đã nghe sự thật với cô rồi. Cô bảo chúng tôi là lũ hèn hạ ngu dốt á. Được, thế để tôi về tạp chí, tôi nói hết mọi người sự thật này, để xem ai dám viết bài cho cô nữa. Không phải như thế đâu, tôi không có. Mọi người đừng có bảo như thế mà. Anh Dương, em muốn giúp tôi, chẳng phải là anh đã nhận tiền rồi sao? Thì ra, phóng viên Dương đã nhận tiền hối lộ để viết xấu về cô Linh à? Tôi á? Không. Trước tôi có làm với cô ta, giờ thì không. Một phóng viên nhận tiền hối lộ như anh ấy, không xứng đáng có ở đây đâu. Tôi mời anh đi về. Tôi xin lỗi. Công ty của anh nó thối nát thật sự rồi đấy. Không những thủ đoạn đê tiện mà còn coi thường phóng viên chúng tôi. Đã thế từ giờ tôi không hợp tác với anh nữa. Đi về. Cô thấy chưa? Cô thấy cô ngu chưa? Chỉ vì những cái hành động của cô mà bây giờ cánh nhà báo người ta bỏ bê hết công ty chúng ta rồi đấy. Em... Cô Thường Sang, tôi sẽ nhận cô vào làm vai chính công ty tôi. Chỉ cần cô đảm bảo cho tôi tiến độ quay phim là được. Cô đồng ý chứ? Giám đốc Vanh, tại sao anh nói gì mà nghe dễ dàng thế? Ngày trước anh đã đuổi tôi đi như một con chó, thế mà bây giờ anh lại muốn tôi quay lại à? Đời người đâu có dễ dàng như thế. Đồ phản chủ. Giám đốc, ở đây chẳng ai là phản ai cả. Trước kia anh bảo cô Linh đây dùng những trò bẩn thỉu để thu hút truyền thông. Giờ tất cả mọi thứ đã bị vạch trần ra rồi thì anh lại đổ tội cho Linh và Thường San. Anh có suy nghĩ được không thế hả giám đốc? Còn Thường San, cô Thường San đây ấy, đã dùng năng lực và diễn xuất của mình để có được tất cả mọi thứ, không phải dùng những chiêu trò bẩn thỉu để được ai nâng đỡ cả. Mọi người hiểu chưa? Còn bây giờ ấy thì chúng tôi sẽ đi. Mình đi thôi em, phóng viên đang chờ mình để chụp ảnh.
Thấy chưa? Cô thấy cô ngu chưa? Từ ngày mai, cô không cần phải đến công ty nữa đâu!